theo cùng với Thu Thủy và anh Phúc nha mọi người, cho vui nha. Cảm ơn mọi người. Đừng nói với em rằng anh nay đã không còn yêu em như ngày xưa, lời anh đã hứa. Em ơi trách anh mà làm chi, vì biết anh không muốn đâu. Tất cả lỗi lầm hôm nay đâu chỉ riêng mình anh. Anh nói chính anh lại không muốn, chẳng lẽ anh lại muốn thế? Anh đổ lỗi cho em vậy sao? Đổ lỗi để làm gì? Cũng không quay trở lại như ngày đầu tiên. Em hiểu không em? Yêu làm gì đời lòng cảm thấy sao quá đớn đau. Giá như ngày xưa ta đừng quên, biết đâu sẽ tốt hơn. Giờ em đang đau rất đau, mà anh đã nói thế sao? Chẳng lẽ anh muốn em khổ đau nhiều hơn? Giờ anh cũng đang rất đau, không biết phải làm sao đây để tốt cho cả. Xong rồi em hãy đi, kể từ đây về sau anh chắc không phiền em nữa đâu. Đừng nói với em rằng anh nay đã không còn yêu em như ngày xưa, lời anh đã hứa. Em ơi trách anh mà làm chi, vì biết anh không muốn đâu. Tất cả lỗi lầm hôm nay đâu chỉ riêng mình anh. Nói chính anh lại không muốn, chẳng lẽ anh lại muốn thế? Anh đổ lỗi cho em vậy sao? Đổ lỗi để làm gì? Cũng không quay trở lại như ngày đầu tiên. Em hiểu không em? Yêu làm gì để lòng cảm thấy sao quá đớn đau? Giá như ngày xưa ta đừng quên, biết đâu sẽ tốt hơn. Giờ em đang đau rất đau, mà anh đã nói thế sao? Chẳng lẽ anh muốn em khổ đau nhiều hơn? Giờ anh cũng đang rất đau, không biết phải làm sao đây để tốt cho cả. Xong rồi em hãy đi, kể từ đây về sau anh chắc không phiền em nữa đâu. Giá như ta không quen biết nhau, dù cô đơn vẫn đã sao, thì giờ đây chắc ta sẽ không thế này đâu. Một lần này nữa thôi, xong rồi em hãy đi, kể từ đây về sau anh chắc không phiền em nữa đâu. Chẳng phiền em nữa đâu, làm gì hỡi em. Vâng, cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin mời tất cả quý vị.